Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục với hai nội dung, đó là chạy ngắn và đội hình đội ngũ. Về chạy ngắn, chúng ta vẫn tiếp tục ôn lại kỹ thuật xuất phát cao ở tuần rồi chúng ta đã học và tập thêm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Về đội hình đội ngũ, chúng ta có các nội dung như là tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay các hướng, biến đổi đội hình một hàng dọc thành hai và ba hàng dọc, biến đổi đội hình một hàng ngang thành hai và ba hàng ngang. Về phần chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát cao, các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về tư thế thân người, người chạy giữ cho thân trên hơi ngả về phía trước một góc không quá 4 hoặc 5 độ. Hai vai lắc không nhiều. Phần đầu và thân người của người chạy cần giữ thẳng để cơ cổ và cơ mặt trước được thả lỏng tự nhiên, tay sẽ ngược với chân. Động tác của tay và chân. Thì về động tác của tay, trong kỹ thuật xuất phát cao, yêu cầu người chạy cần đánh so le với động tác chạy của chân. Người chạy cần đánh tay để giúp cơ thể giữ thăng bằng và đánh cùng lúc với nhịp thở còn giúp tần số bước chạy được điều chỉnh. Về động tác của chân, chủ yếu lực đẩy cơ thể của người chạy về phía trước chính là lực đạp sau của hai chân. Để tiết kiệm sức của hai chân, chính là người chạy cần đạp sau đúng hướng và phải phối hợp đạp sau với độ ngã của thân trên và các động tác của cả hai tay. Về phân phối tốc độ giữa các bước thở và bước chạy nhịp nhàng, nếu tốc độ chạy của người chạy không lớn thì 3 bước hít vào và 3 bước thở ra. Nếu nhịp độ chạy nhanh thì hơi thở nhanh hơn với 2 bước hít vào và 2 bước thở ra. Đến khi mệt mỏi thì nhịp thở của người chạy sẽ không kết hợp với bước chạy. Khi hít thở, người chạy cần hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng và tích cực. Người chạy cần chú ý hít thở sâu ngay từ những bước chạy đầu để giữ vững nhịp thở và tránh nở oxy quá sớm. Và vừa rồi, thầy đã ôn lại cho các em kỹ thuật xuất phát cao. Sau đây chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Chúng ta đến với bài tập rèn luyện và ứng nhanh với kỹ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát. Các em sẽ quan sát hình ảnh. Đây là tư thế đứng của kỹ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát. Thực hiện kỹ thuật này như sau. Đứng hai chân rộng bằng vai, khuỷu gối, má ngoài bàn chân sát vạch xuất phát. Vai cùng hướng chạy, hai tay buông tự nhiên và sẵn sàng xuất phát. Khi có lệnh chạy, nhanh chóng xoay người về hướng chạy. Sau đó nhanh chóng xuất phát và chạy nhanh về đích. Đó là kỹ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát. Thì bài tập này sẽ giúp chúng ta rèn luyện phản ứng nhanh. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là đội hình đội ngũ. Thì chúng ta có các nội dung như tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay các hướng, biến đổi đội hình một hàng dọc thành hai và ba hàng dọc, biến đổi đội hình một hàng ngang thành hai và ba hàng ngang. Chúng ta đến với tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về tư thế đứng nghiêm thì khẩu lệnh đó là nghiêm. Động tác: đứng thẳng hai chân tạo hình chữ V, mắt nhìn thẳng, hai tay khép sát vào thân. Về đứng nghỉ, khẩu lệnh nghỉ. Về động tác: chùm gối một chân, hai tay buông tự nhiên.
Chúng ta đến với động tác quay trái. Các em sẽ quan sát hình ảnh. Động tác quay trái về khẩu lệnh. Bên trái, quay. Về động tác, từ tư thế đứng nghiêm, học sinh lấy gót chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tỳ. Quay người sang trái một góc 90 độ, chân phải khiển gót. Sau đó, thu bàn chân phải về tư thế đứng nghiêm. Động tác quay phải, các em quan sát hình ảnh. Động tác quay phải về khẩu lệnh. Bên phải, quay. Về động tác, từ tư thế đứng nghiêm, học sinh lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tỳ. Quay người sang phải một góc 90 độ, chân trái khiển gót. Sau đó, thu bàn chân trái về tư thế đứng nghiêm. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục với hai nội dung, đó là chạy ngắn và đội hình đội ngũ. Về chạy ngắn, chúng ta vẫn tiếp tục ôn lại kỹ thuật xuất phát cao ở tuần rồi chúng ta đã học và tập thêm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Về đội hình đội ngũ, chúng ta có các nội dung như là tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay các hướng, biến đổi đội hình một hàng dọc thành hai và ba hàng dọc, biến đổi đội hình một hàng ngang thành hai và ba hàng ngang. Chúng ta chuyển sang biến đổi đội hình, thì biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai và ba hàng dọc. Đầu tiên sẽ là thành hai hàng dọc trước. Trước tiên, tổ trưởng sẽ điểm số. Về khẩu lệnh, theo 1-2, 1-2, điểm số. Sau đó, các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2, 1-2 đến hết. Về thực hiện biến đổi, khẩu lệnh, thành hai hàng dọc, bước. Động tác, lúc này, những bạn nào điểm số là số 1 thì đứng yên. Còn những bạn số 2 thì sẽ bước chân trái lên một bước và phía bên tay trái của bạn số 1. Kết thúc biến đổi về khẩu lệnh, về vị trí cũ, bước. Về động tác, các bạn số 2 sẽ bước lùi về vị trí ban đầu. Thành 3 hàng dọc. Thì trước tiên, tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh, theo 1-2-3, 1-2-3, điểm số. Sau đó, các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2-3, 1-2-3 đến hết. Thực hiện biến đổi về khẩu lệnh. Thành 3 hàng dọc, bước. Về động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 2 thì đứng yên. Còn những bạn số 1 sẽ bước chân phải lùi về một bước phía bên tay phải của bạn số 2. Còn những bạn số 3 sẽ bước chân trái lên một bước phía bên tay trái của bạn số 2. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước. Động tác, các bạn số 1 và 3 sẽ bước về vị trí ban đầu. Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2 và 3 hàng ngang. Thì thành 2 hàng ngang. Đầu tiên, tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh, theo 1-2, 1-2, điểm số. Sau đó, các tổ viên sẽ điểm số theo 1, 2, 1, 2 đến hết.
thực hiện biến đổi. Khấu lệnh, thành hai hàng ngang, bước. Động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 1 thì đứng yên, còn những bạn số 2 sẽ bước lùi chân phải về phía sau bạn số 1. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước. Động tác, các bạn số 2 sẽ bước về vị trí ban đầu. Thành 3 hàng ngang. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ điểm số. Khẩu lệnh theo 1, 2, 3, 1, 2, 3 điểm số. Sau đó các tổ viên sẽ điểm số theo 1, 2, 3, 1, 2, 3 đến hết. Thực hiện biến đổi. Khẩu lệnh thành 3 hàng ngang, bước. Về động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 2 thì đứng yên, còn những bạn số 1 sẽ bước tiến chân trái về phía trước bạn số 2. Bạn số 3 sẽ bước lùi chân phải về phía sau của bạn số 2. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước. Động tác, các bạn số 1 và 3 sẽ bước về vị trí ban đầu. Và vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung của tuần này. Thì sau đây, thầy có một số điều muốn dặn dò đối với các em. Thì phần chạy ngắn, các em sẽ đọc lại phần kỹ thuật xuất phát cao và bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Về phần đội hình đội ngũ, thì các em sẽ học thuộc các khẩu lệnh có trong bài để điều khiển đội hình đội ngũ. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.